Hỏi đáp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona nCoV. 1. Virus Corona nCoV là gì? Virus Corona nCoV là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy sự lây lan từ người sang người. Virus này là chủng virus mới chưa được xác định trước đó. 2. Cơ chế virus Corona nCoV lây lan như thế nào? Ở người Virus corona lây từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt xì hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. Virus cũng có thể bị lây từ việc người nào đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi và mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. 3 những triệu chứng và biến chứng mà virus corona nCoV có thể gây ra. Các triệu chứng của bệnh nhân mắc nCoV từ nhẹ đến nặng bao gồm sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh, tới khi khởi phát, nCoV gây sốt và có thể tổn thương đường hô hấp. Trường hợp nặng gây viêm phổi và có thể nhiều cơ quan khác trong cơ thể khiến bệnh nhân tử vong, nhất là các trường hợp có bệnh nền. 4 đã có loại thuốc đặc hiệu nào để phòng và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona ncov gây ra tại thời điểm này chưa có loại thuốc đặc hiệu nào để phòng và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ncov gây ra những người bệnh hiện nay được điều trị giảm các triệu chứng các trường hợp bệnh nặng sẽ được áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ tối ưu nhất một số phương pháp điều trị đặc hiệu đang được nghiên cứu thực hiện trong điều trị lâm sàng cho các bệnh nhân. 5. Nhóm độ tuổi nào sẽ bị mắc chủng mới của virus corona? Người dân ở mọi lứa tuổi đều có thể bị mắc chủng mới của virus corona. Tuy nhiên, người cao tuổi, người có bệnh mãn tính như hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim mạch sẽ dễ bị mắc và bệnh thường nặng hơn. 6. Làm thế nào giúp bảo vệ bản thân không bị nhiễm virus corona? để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang đúng cách, không nhất thiết phải là khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc. Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên. Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất là 60% cồn, xúc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín. Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng, tránh mua bán tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã. Giữ ấm cơ thể, Tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao. Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám điều trị kịp thời gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng